Về cái phần mình viết cái cụm SAQ cho bài bài test thì mình sẽ chọn một cái modem mà cái form ở trong đây là nó sẽ hướng dẫn cho mình viết cái phần SAQ đó. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái mẫu Palm Reference chỗ này. Rồi thí dụ chỗ này mình gõ câu, ví dụ mình có danh sách ví dụ 5 câu hỏi hoặc là 10 câu hỏi thường gặp thì mình sẽ bỏ vào đây. Cái topic này là mình sẽ bỏ câu hỏi rồi bỏ lần lượt từng câu hỏi. Cái audience chỗ này mình chọn consumers hoặc là buyers. Cái tones of voice chỗ này mình chọn là professional. Rồi chỗ language chỗ này thì mình sẽ mặc định là tiếng Anh. Rồi cái mẫu output mình cũng mặc định là 3. Rồi xong rồi mình cho chạy ra cái câu hỏi và câu trả lời. Rồi ở đây mình sẽ thấy là khi mình đưa câu này ra nó sẽ có những cái câu hỏi và câu trả lời kèm theo. Thì là mình trả trước 2 lần để cho ra nó có những cái nội dung mà tốt nhất mình chọn. Đó, ví dụ ở đây nó sẽ cho ra ví dụ như là những cái câu mà người ta hay hỏi và cái câu trả lời cho câu hỏi đó. Thì mình có thể chọn một trong cái này hoặc mình sẽ lấy hết những cái này cũng được. Thì trong đây nó sẽ đề xuất dựa trên cái câu này, nó sẽ chạy những cái ý liên quan đến cái câu hỏi đó. Thì mình sẽ lấy những cái này mình bỏ vô làm FAQ là câu hỏi thường gặp.